Dạ vâng, em Hồng xin gửi lời chào toàn thể tất cả bác và tất cả anh em đang theo dõi video. Chúc bác tất cả bác và tất cả anh em làm một đôi loa đến từ Mỹ, đó là đôi loa JBL Mavic Series 26 nha bác nha. Dòng này thì hay còn gọi tắt là JBL MS26. Thì dòng này á, nó sở hữu là hai bát, nó giống như một cặp full đôi, hai bát 16 và một chép kẹp. Và để các bác xem hình ảnh cụ thể chi tiết và nó nhanh hơn thì em đã tháo sẵn ra một quả bát này và một quả chép này. Đó. Còn về hình thức loa thì nó sẽ như thế này các bác nha. Hình thức loa thì nó sẽ như thế này. Khi mà đóng cái căng lại thì nó như thế này. Đấy. Đóng cái căng lại thì nó sẽ được thiết kế như thế này nha. Rất là đẹp, nhìn rất là thon gọn và cực kỳ đẹp. Các bác trưng bày phòng khách và chơi gia đình rất là hợp lý luôn. Rồi, cái canh của nó thì phía trước nó sẽ có logo JBL Mavic Series. Đấy. Và cái canh được làm từ hai lớp, phía trước là lưới thép để bảo vệ và bên trong là lớp mút chống bụi nha, mút chống bụi. Còn nguyên bản nha bác nha, nguyên bản. Thiết kế của thùng thì nó là thùng sơn sàn cát, thùng gỗ sơn sàn cát nha, rất là đẹp, còn rất là mới nha bác nha. Bên em tiến về cho các bác này, bác nhìn từng chi tiết này, lớp sàn cát còn cực đẹp và hầu như là không, tất cả các góc cạnh là không có sức mé và không có bể nữa nha. Quá đẹp. JBL Made in Georgia. Đường input và output của nó thì cũng đều là sử dụng được rất nhiều chiếc, vừa là in vừa là out luôn nha. Thì nó có hai cổng, các bác muốn cắm cổng nào, cắm cổng này in hoặc là này out, bên này out bên này in, tùy. Full Ranger 16 ohm bát, thì cái này nó sử dụng là một cộng một trừ và hai cộng hai trừ. Là khi các bác chơi chế độ tập kênh song song với nhau đó, thì nó sẽ nằm ở 16 ohm. Yoda nha bác nha, sản xuất tại Mỹ luôn nha. Tem cờ còn đầy đủ, riêng nguyên bản cờ còn ốc nha. Góc cạnh nó này nguyên bản đẹp kia, còn quá đẹp nha. Kích thước của thùng á thì em sẽ đo cho bác xem. Chiều rộng của nó phía trước là nó phần lớn nhất là 21 năm, phía sau nó thì 16 năm, phía sau là 16 năm, phía trước 21 năm nha. Và chiều cao của thùng là 60, chiều cao của thùng là 60 này. Chiều sâu của thùng là 24, chiều sâu thùng là 24. Thiết kế mặt trên nó thì nó sẽ có một lỗ để các bác ốc vít treo tường nha, treo tường. Dòng này thì là dòng series nên là nó chỉ có bách treo tường thôi chứ không có là cắm cọc lo đâu nha, không có cắm cọc lo. Cái này các bác bách bát treo tường rất là đẹp, rất là hợp lý, nhỏ gọn, vừa vặn không gian gia đình, vừa hỗ trợ lời karaoke, vừa làm lo nghe nhạc, hát gia đình cực hay nha. Với ưu điểm của nó thì các bác mua dòng này thì nó nhỏ gọn, nhưng mà các bác cứ xem những cái cặp lò bát 30 á, bát 30 thì ở đây của bác nghĩ nó là cũng như là một bát 30, tại vì hai nó sở hữu hai qua bát 16 thì cộng lại là nó như là một cái cặp full, một cái lò full đơn 30 nha bác nha. Đấy. Thì một bát 16 này, một bát 16 là cộng lại cho nó 30 với một chép kèn, đó là bằng một cái full đơn 30 rồi. Đó. Phía trước phía hai bên cái chép kèn là lỗ thông hơi nha, lỗ thông hơi. Và ở đây bên em đã tháo sẵn này, các bác nhìn bên trong này, bên trong thì nó sở hữu là một cái lớp bông tiêu âm là phủ dày, rất là dày nha, và phủ xung quanh hết từ trên xuống dưới của cái lò, nên là tiếng nó ra cực kỳ là ấm nha, tiếng ra rất là ấm đó.
Đây, em đã tháo sẵn một quả chép cho các bác xem này. Chép nó này. Chép JBL này. Đó. Sở hữu cái thùng bé tí. Đấy. Nhưng mà một cái cấu hình cực kỳ là khủng với một cái quả chép từ rất là khủng nha, từ rất là bự. Đấy, và họng nó là họng gan nha. Họng gan này bác. Nhìn họng gan này, nó dày dặn và nó cực kỳ nặng luôn, cầm chép rất nặng nha. Make in Yoda. Đấy, quả chép JBL có nhìn không? Nó rất là to. Đó. JBL Professional nha. Đây là quả chép. Đó là quả bát nó này. Bát thì em tháo một bát tượng trưng cho các bác xem. Rồi còn ba quả còn lại thì nó như nhau. Quả hàng mà đem bao xin nguyên bán nha. Đấy, quá nhìn con lo nhẫn lo còn vàng ươm. Cố lo nhẫn lo nha. Keo còn nguyên bán hết. Đó, màng dập số này. Đó, tất cả là xin nguyên bán nha. Đó, màng nó đây. Màng dập gân. Đây là cái độ chịu đòn. Nó là cực kỳ cao. Gân là gân mút nha. Đấy. Từ đó nha. Sử dụng một bát 16 nhưng mà cái từ nó thì tương đối là gần bằng mặt rồi đó. Từ này nếu mà đo ra thì nó 10 phân nha. Đấy. 27H JBD quá đẹp. Đo lo cực kỳ là chắc nha. Đôi này các bác nghe nhạc thì khối với chê luôn, rất là hay, tiếng cực hay nha, hỗ trợ karaoke gia đình. Rồi đôi này thì hiện tại bên em sẽ có mức giá đầu tư cho các bác là 7.500.000 và bên em sẽ tặng cho bác là một cặp dây lo đầy đủ rất new chic nha, với đầy đủ rất new chic, hàng bao trúng của Mỹ và bao riêng xịn và bao đẹp luôn, bao đẹp từng góc cạnh nha bác nha. Rất là đẹp. Đó. Thùng xương xong. Kích thước thì em đo cho bác rồi, cao 60, nhỏ gọn, rộng là 20, rộng phía trước là 21 rồi, 21, xong 14 nha. Rồi, đấy, cực kỳ nhỏ gọn và như là trưng bày gia đình cực đẹp nha. JBL Marquis 26, 7.500.000, bao cước và tặng kèm theo cho bác là một cặp dây loa. Đó. Mọi chi tiết của hàng các bác liên hệ cho cô Hồng qua số điện thoại là 0363648707 hoặc 0393410409 nha. Em cô Hồng xin cảm ơn tất cả các bác và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video sau. Các bác nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nha. Em xin chào và hẹn gặp lại.